chú ý nhé, người nô lệ này đã bị đè mạnh lên tường. Lúc đầu anh tỏ ra sợ hãi nhưng sau đó lại cười to. Anh biết mình sắp đón chào bước ngoặt của cuộc đời, bởi vì anh sẽ đến cung điện Ai Cập để giải mộng cho Pharaoh. Sau khi mất đi tự do, anh ấy cuối cùng cũng đã tới cung điện. Pharaoh hỏi, anh thật sự có thể dịch những giấc mơ sao? Mấy hôm trước, Joseph đang ở trong tù đã diễn giải giấc mơ cho hai đại thần. Mà sự thật cũng giống như anh nói, kẻ gầy gò được thả ra còn tên mập đã bị treo cổ. Chuyện này đã truyền tới tai Pharaoh nên mới có cảnh này. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Joseph, Pharaoh biết đây chính là cơ hội duy nhất có thể giúp chính mình. Anh quyết định để người nô lệ này thử xem sao. Pharaoh đã kể cho Joseph nghe về giấc mơ bảy chú bò cái. Nhưng khi Pharaoh vừa kể xong, Joseph đã hỏi có phải vẫn còn giấc mơ thứ hai. Pharaoh lập tức nhìn sang đại thần bên cạnh. Sau khi biết được ông chưa từng nói với anh, Pharaoh đã kể cho anh nghe về giấc mơ bắp ngô. Khi nhà vua kể xong, mọi người liền quay sang nhìn Joseph, đợi anh giải thích. Lúc này Joseph lại rất bình tĩnh. Anh nói, Chúa đã nói với ngài những gì sắp xảy ra. Hai giấc mơ này thực ra chỉ có một ý nghĩa. Bảy chú bò to béo và bảy bắp ngô to, tượng trưng cho 7 năm bội thu. Còn 7 con bò ốm yếu và 7 bắp ngô non, chứng tỏ sau 7 năm bội thu sẽ là 7 năm vụ mùa thất bát. Sau khi nghe thấy vậy, Pharaoh đã nổi giận, lập tức cho người lôi Joseph xuống. Như vậy, hy vọng được tự do của anh đã bị dập tắt, nhưng tối đến, Pharaoh lại bị hai giấc mơ đó quấy rầy. Anh dần phát hiện Joseph nói có lý. Ngày hôm sau, họ lại đưa Joseph lên. Pharaoh lại hỏi anh, ngươi chắc chắn những gì mình giải thích là chính xác chứ? Đúng vậy, thưa Pharaoh vĩ đại, thần tin chắc giấc mơ của ngài là gợi ý của Thượng Đế. Thấy anh kiên quyết như vậy, Pharaoh cuối cùng cũng tin. Nhưng lại có vấn đề mới xuất hiện, họ phải làm thế nào để sống qua 7 năm thất bát này đây? Nhưng Joseph đã có cách, chúng ta có thể chọn một người chăm chỉ, để người này quản lý Ai Cập. Trong 7 năm bội thu, bắt người dân cống nộp 1/5 lương thực, về dưới danh nghĩa của ngài. Số lương thực này có thể dùng để dự phòng 7 năm thất bát. Như vậy sẽ tránh khỏi cảnh đất nước bị diệt vong trong những ngày tháng ấy. Nghe thấy vậy, Pharaoh đã thật sự tin. Sau đó, anh đã đưa ra một quyết định khó tin. Anh muốn giao cho Joseph nhiệm vụ quan trọng này. Nhưng không chỉ vậy, Pharaoh còn ban cho anh người vợ tên Asenus xinh đẹp chỉ sau hoàng hậu. Joseph bỗng chốc bước lên đỉnh vinh quang. Sau khi được giao nhiệm vụ, nơi đầu tiên anh tới lại là nơi anh từng làm nô lệ. Nơi này có quá nhiều ký ức. Potiphar nhiệt tình chào đón anh và mong anh sẽ giúp đất nước phát triển tốt hơn, tao quản lý Ethnon của mình cho anh. Nhìn thấy anh chàng năm xưa từng bị mình làm khó đủ điều, Ethnon đã xin lỗi anh. Nhưng Joseph lại nói tha tội còn vĩ đại hơn thù hận, thương hại có sức mạnh hơn tức giận. Sau đó Potiphar và Joseph đã tạm biệt nhau. Những ngày sau đó, do Joseph rất có tài quản lý nên anh đã tích trữ được nhiều lương thực trong 7 năm bội thu. Thế lực và danh tiếng của anh ngày càng cao. Đồng thời Asenus cũng đã sinh cho anh đứa con. Anh thật sự đứng trên đỉnh cao của cuộc đời. 7 năm bội thu nhanh chóng qua đi, 7 năm thất bát đã tới. Quả nhiên không lâu sau, đất đai khô cằn, không thể trồng trọt. Những người dân không có lương thực rất khó khăn nên đã đi về phía Ai Cập, bởi vì ở đó có đủ lương thực. Phía bên này, bộ tộc của cha Joseph là Jacob cũng bị khó khăn do hạn hán. Jacob quyết định để 10 đứa con trai đến Ai Cập mua lương thực. Bởi vì đường xa nên ông chỉ giữ con trai út Benjamin ở bên mình. Lúc này Joseph đang đổi lương thực cho dân tị nạn. Sau đó anh lập tức nhận ra các anh trai trong dòng người. 20 năm đã trôi qua, lúc này nội tâm anh rất phức tạp. Năm xưa do anh rất giỏi nên Jacob định để anh kế thừa vị trí của mình và tặng anh chiếc áo đầy màu sắc để chứng minh thân phận. Nhưng lại bị các anh em đố kỵ. Họ cho rằng cha thiên vị Joseph nên đã có ý định giết anh. 10 anh chàng to khỏe đã đẩy một chàng trai ốm yếu xuống giếng. Nhìn thấy con rắn độc dưới đáy giếng, chàng trai vô cùng sợ hãi. Nhưng mấy người trên kia vẫn chưa chịu dừng tay mà liên tục ném đá về phía anh. Nhưng hơn cả, họ lại là anh trai ruột của anh chàng này. Joseph không ngờ rằng những anh trai chung sống cùng mình suốt bao năm trời lại muốn giết mình. Anh đã hét lên một cách đau đớn, liên tục phát ra những tiếng gào thét thảm thương. Các anh trai cũng đã dần mềm lòng trước tiếng hét của em. Trong bóng tối, tiếng hét của Joseph càng làm cho nơi này trở nên thê lương hơn. Simeon rất bực tức vì tiếng hét này nên đã cầm một hòn đá đi về phía miệng giếng. Lúc này Judah luôn giữ vị trí trung lập đã ra mặt. Anh không muốn Joseph chết trong tay anh em mình. Nhìn thấy Judah vô cùng kiên quyết, Simeon đã do dự. Khi họ đang vô cùng khó xử, biện pháp vẹn cả đôi đường đã bất ngờ xuất hiện. Một đoàn thương nhân Ai Cập đã đi ngang qua đây, thế nên họ đã bán Joseph đi làm nô lệ. 10 người này cũng đã phải nhận báo ứng. Sau khi về nhà, họ nói chuyện của Joseph với cha. Tuy rất đau lòng nhưng Jacob chỉ có thể chấp nhận sự thật. Bây giờ 20 năm đã trôi qua, Joseph đã trở thành tể tướng của Ai Cập. Khi anh không biết làm thế nào để đối mặt với những người đã từng là anh trai của mình. Lúc này Ethan đã nhận ra anh đang khó xử. Sau khi biết mọi chuyện, Ethan đã cho lính đưa họ tới trước mặt Joseph. Nhưng lúc này các anh trai lại không nhận ra em mình, chỉ một mực cầu xin anh cứu họ, bởi vì hạn hán đã hủy hoại mọi thứ ở chỗ họ. Họ tới đây để đổi lương thực. Joseph không trả lời mà cho Ethan hỏi dò họ, hỏi tại sao Jacob lại sai tất cả con trai tới, còn mình lại ở lại bộ tộc. Judah vội vàng nói mình vẫn còn một người em trai không tới. Joseph lại hỏi, mấy người có chắc cha mấy người chỉ có những đứa con này không? Judah nghĩ một lúc rồi nói,
Chúng tôi vẫn còn một đứa em trai tên là Joseph, nhưng nó đã rời xa chúng tôi. Thấy anh trai bình tĩnh nhắc tới mình như vậy, Joseph không kìm nổi sự tức giận, đứng dậy định giải tỏa cơn tức. Nhưng khi nhớ tới cha vẫn còn đang đợi lương thực ở nhà, anh lại khó xử. Edmund ở bên cạnh lại không nhịn nổi nữa, lập tức cho người bắt họ lại. Lúc này Joseph cũng tỉnh táo lại, anh phải cho họ một bài học. Chàng trai đã bị các anh ruột bán, nhưng 20 năm sau khi gặp lại họ, anh đã là tể tướng của Ai Cập. Anh quyết định cho 10 anh trai một bài học, còn các anh trai sau khi vào tù cũng đã nghĩ lại. Lẽ nào thượng đế phạt ta? Họ lập tức nhớ đến cậu em trai đã bị mình bán đi. Hóa ra họ vẫn luôn nhớ chuyện này. Nhiều năm nay họ vẫn oán trách lẫn nhau, họ luôn áy náy vì tội lỗi của mình. Lúc này Joseph đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, vừa có thể giúp đỡ bộ tộc, vừa có thể thử thách các anh trai. Anh sẽ đổi lương thực cho họ, cũng cho họ đủ mọi thứ, nhưng có một điều kiện, đó là sau khi quay về cần phải đưa cậu em út Benjamin tới, để phòng họ một đi không trở lại. Joseph quyết định giữ một người trong số họ lại. Sau đó anh chỉ vào Simeon, thế nên Simeon lại bị nhốt vào trong tù. Tiếp đó các anh trai vác lương thực rời đi, thấy bóng dáng họ đã khuất xa, Edmund nói với Joseph nói họ có thể sẽ không quay trở lại. Nhưng Joseph không lo vì hạn hạn mới vừa bắt đầu. Trên đường về, các anh trai phát hiện các đồng bạc trong túi lương thực. Họ cảm thấy chuyện này rất lạ nên vội vàng về nhà kể cho Jacob nghe mọi chuyện. Nào ngờ Jacob lại nổi giận, Benjamin là con trai út của ông, ông không cho phép dùng Benjamin để đổi Simeon. Nhìn thấy cha kiên quyết như vậy, họ chỉ đành rời đi. Nhưng không lâu sau, họ đã ăn hết lương thực. Mấy anh em lại tới cầu xin cha, nhưng Jacob vẫn từ chối. Có điều nhìn thấy anh em họ đoàn kết như vậy, mà điều này lại có liên quan tới sự tồn vong của bộ tộc, ông ấy cũng dần mềm lòng. Ngày hôm sau, Benjamin tạm biệt cha, sau đó cùng anh trai tới Ai Cập. Họ tới tìm Edmund. Judah thành thật nói ra chuyện phát hiện tiền trong túi lương thực lần trước, nên lần này họ tình nguyện mua lương thực với giá gấp đôi. Nhưng Edmund lại nói mình không mất tiền, và nói có thể đó là quà mà thượng đế tặng cho họ. Họ bỗng không biết nên làm thế nào, quay sang nhìn nhau. Sau đó Joseph đã mời họ tới nhà mình, tiếp đãi họ bằng những món ăn ngon nhất. Còn Joseph cũng được cảm nhận cảm giác ăn cùng người thân sau 20 năm. Nhưng anh không nhận lại họ, bởi vì anh vẫn còn một kế hoạch để thử thách 10 anh trai. Ngày hôm sau, các anh trai ăn uống no say, thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Edmund lại dẫn binh lính tới, nói họ sao lại ăn trộm cốc vàng của Joseph. Tiếp đó lật túi của Benjamin ra tìm thấy chiếc cốc vàng, sau đó liền đưa họ về chỗ của Joseph. Joseph nói chỉ cần để lại Benjamin, những người khác có thể đi về. Nào ngờ các anh trai lại từ chối. Joseph muốn cưỡng ép bắt Benjamin lại, không ngờ những người anh trai phản kháng vô cùng kịch liệt. Họ không muốn mất thêm một em trai nữa, họ không muốn sống trong áy náy thêm 20 năm nữa, họ càng không muốn nhìn thấy cha đau khổ. Nhìn thấy các anh trai đoàn kết như vậy, Joseph quyết định nhận lại họ. N oán 20 năm nay đã biến thành những giọt nước mắt. Họ đã thật sự hiểu được ý nghĩa của anh em và gia đình. Cho dù họ đi tới đâu, cho dù số phận có chia cắt họ ra sao, họ vẫn sẽ mãi ở bên nhau. 7 năm thất bát nhanh chóng trôi qua. Do Joseph đã cứu cả Ai Cập, nên Pharaoh đã chia đất đai cho Joseph. Sau đó Jacob đã dẫn cả bộ tộc đến Ai Cập. Sau 20 năm, ông cuối cùng cũng được gặp lại Joseph. Bộ phim đã khép lại tại đây.